quá, sao lại tiếng đâu hết rồi nhỉ? Chấm. Đặt hàm mệnh đề, diễn đạt câu thành biểu thức chứa lượng từ, tức là cái này nó phức tạp hơn dạng trên một chút, tức là nâng cao hơn một chút, tức là cái việc chúng ta phải tự đặt hàm mệnh đề, sau đó chúng ta phải diễn đạt thành biểu thức. Bài 1.61. Xin mời 31612. Em ạ. Em tên gì? Em là Thảo Anh ạ. Lê Thảo Anh nhé. Lương ạ. Ở đây thì chúng ta đọc đề thì nó có những yếu tố nào? Sinh viên ngành toán năm thứ nhất, ngành toán năm thứ hai, ngành tin năm thứ hai, ngành toán năm thứ ba. Như vậy nói là ở đây nó có hai cái yếu tố, tất nhiên là trừ cái sinh viên là nó có hai yếu tố. Thứ nhất là ngành nào, thì ngành ở đây có ngành 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 toán hoặc ngành tên, đúng không? Thế năm năm thì có năm thứ mấy? Năm thứ nhất, năm thứ hai, ba và năm thứ tư. Có năm thứ tư à? Vâng, một sinh viên ngành tin năm thứ tư. Đúng rồi, cái từ đấy thì mình sẽ gọi thôi, gọi thế nào, Sinh gọi thế nào? gọi ích là sinh viên ngành toán. Tích là sinh viên ngành toán. Rõ ràng là cái dạng cái bài 61 này nó khó hơn là bài kia, sau khi gọi xong thì nó xong luôn. Không không biết diễn đạt như thế nào, đúng không? Vâng. Chúng ta sẽ gọi PXY là X học năm thứ Y, và QXZ là YX học ngành Z. À, thế là mệt, thế là gọi là mệt lắm. Đây, chúng ta sẽ gọi thế này. Gọi PXY là QXZ lần lượt, tại vì nó có cùng chung là học học năm thứ mấy và học ngành nào mà. Cho nên mình sẽ gọi là PXY là câu X học năm Y, năm thứ Y. Còn QXZ là X học ngành Z. Trong nó không gian biện luận của X là các sinh viên trong lớp. À, còn không gian biện luận của Y thì là 1 2 3 4, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ tư đấy. Và của Z thì là chuyên ngành, thì nó chỉ ngành là toán hoặc là tin thôi, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem với những câu hỏi ở trên thì chúng ta sẽ làm thế nào. Đây, có một sinh viên học trong lớp học năm thứ ba, diễn đạt thế nào? Tồn tại PXY trong PXY quy quy ba Cái gì cơ? à đâu không, không, không tồn tại B tồn tại X PX ba Thế này á? Thì chả có một sinh viên trong lớp học năm thứ ba đây làm gì nữa. Vâng. Ừ, câu A xong chưa? Xong rồi ạ. Còn một cái nữa, đúng hay sai? Mọi sinh viên trong lớp là sinh Ấy, chưa, câu A chưa xong. Câu A nó có hỏi hai ý, một là diễn đạt và thứ hai là giá trị chân lý của nó mà. vừa nãy em chưa đọc xong cái đề bài kia.
Có một sinh viên trong lớp học năm thứ ba có đúng không? Đúng ạ. Xem lại cái câu đều của đề bài thì mới biết được đúng hay sai. Thì đúng, hình như trong bài có sinh viên năm thứ ba thật. Có Có sinh thật viên ngành tin năm thứ ba không? À, thế thì như vậy nó giá trị đúng rồi. Tiếp tục bây giờ câu B. mọi sinh viên trong lớp đều là sinh viên ngành tin học thì là với mọi x quy x tin ạ. Rồi, đúng hay sai? Mọi sinh viên trong lớp đều là sinh viên sai ạ. Sao biết sai? Em đọc đầu bài. Đề bài như nào mà bảo em đọc đầu bài? Ừ, đề bài là có một sinh viên ngành toán năm thứ nhất, 12 sinh viên ngành toán năm thứ hai, 15 sinh viên ngành tin năm thứ hai, 2 sinh viên ngành toán năm thứ ba và 2 sinh viên ngành tin năm thứ ba, một sinh viên ngành tin năm thứ tư. Ôi, sao em đọc lưu loát thế? Hay em có Nghĩa sách? là nó vừa có cả toán vừa có cả tin nên nó không thể là mọi sinh viên trong lớp đều là sinh viên ngành tin học được. Chuẩn rồi, cảm ơn. Tiếp tục 31725. Có 31. Ôi sao tự nhiên lại có thế, mọi hôm à, không phải, không phải ạ. 31725 cơ mà. Không phải. Thế em có là gì? Em nhầm. Tưởng là người yêu cũ. Rồi. 31725 mới là vắng 4 buổi rồi. Tiếp tục 31734. Có. Rồi, bây giờ làm câu C nha. Có một sinh viên trong lớp không phải là ngành toán cũng không phải năm thứ ba. À, mình chuyển 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 cái ký hiệu. Có một là cái gì? Tồn tại x ạ. Tiếp. Không, không, không quy x toán. Gì nữa? Và không px 3. Ở đây không ai tên là và. Không ai tên là ờ. Đợi em tí ạ. Đợi đến bao giờ? 30 giây ạ. 30 giây. 1 phút bắt đầu. Hội thầy ơi. Ừ, đúng rồi, gọi đúng rồi. Ta chờ mỗi cái chữ đấy thôi. Đúng rồi, tiếp tục. Hội 0px3. Thật à? Thật ạ. Thật à, thì đúng rồi. Đóng ngoài qua đây cho nó xong. Đó. Câu này đã xong. Thừa thắng xông lên, tiếp tục. Câu đấy đúng ạ. Cái gì đúng? À, cái câu này Đấy. á. Vâng. À, có bạn sinh viên trong lớp không phải là ngành toán cũng không phải năm thứ ba, hình như đúng thật phải. Kiểm tra lại, em biết phải kiểm tra lại đề bài đọc không? Tí sẽ xem lại cái câu trả lời đúng hay sai, nhưng mà nói về diễn đạt thì đến đây chuẩn rồi. Tiếp tục câu đi. mọi Lớp mình làm bài tốt đấy nhỉ, chứ học online tốt này thôi, không cần phải học trực tiếp nữa nhé. thôi ạ. Thôi thì ạ. Thế em học lại đấy ạ. Hả? Em học lại đấy ạ. Vì sao học lại? Dốt lắm. Không phải Chứ là không dốt. phải bột lắm luôn. Thế à? Thế hay lúc trước đang học người yêu đi nhắn tin nói thế. Bây giờ học mà chú ý cái là dịch chuẩn ngay. À, câu D nhá, câu D nè. Cứ nhớ cái từ khóa của nó mà biến thành từ đây. Đây là mọi này, mọi là gì ạ? V mọi x ạ. Mọi x rồi. Px 3. Tuyển với quy tin thầy ạ. Quy tin. Đóng một hoặc hai đầu này vào. Thế là xong. Cái này đúng hay sai? Sai. Mọi sinh viên trong lớp đều hoặc năm thứ ba hoặc là sinh viên ngành tin học. Thì như có người không phải năm thứ ba mà cũng không phải ngành tin đúng Vâng. không? À, câu D đã xong. Ô, hết dưới nhỉ? Ô, xong nhiều thế. Ui, hạn còn hai câu nữa. Tiếp tục. Cô bạn bữa ấy tên là gì nhỉ? Phạm Thu Hương ạ. Phạm Thu Phương á. Hương ạ, Hương. À rồi. 32060.
32060 vắng 4 buổi rồi. Trời ơi, thế này đăng ký học để làm gì? 32089. Có ạ. Em trả lời câu E. Xin mời. Trời, đọc ra tại em cũng không hiểu lắm. Không hiểu lắm thì đến bao giờ mới hiểu? Ờ, tồn tại y. Mạnh dạn lên em. Mạnh dạn lên, đừng sợ. Cơ hội để chúng ta qua môn này đã tới. Em học hai lần rồi. Thế em có muốn học tiếp không? Dạ không. Thế thì mình tập trung vào làm bài mạnh dạn lên chứ. Quyết cho nó xong đi. Và tại không hiểu. Không hiểu vì sao không hiểu? Thầy giáo dạy dốt đúng không? Không ạ. Tại em không biết rằng. Chả ai đây có tên là không thông minh cả. Chẳng qua là mình chưa biết cách học thôi. Nha, cố lên. Bây giờ em phân tích từng từ một cho thầy là có một ngành học. Ô, ngành mình vừa ký hiệu cái gì nhỉ? Ngành là cái gì nhỉ? X, Y, Z. Y. X là sinh viên đúng không? Vâng. Y là cái gì nhỉ? Z là cái gì nhỉ? Y như là ngành hay là năm nhỉ? Năm thứ nhỉ? Chết rồi, quay lại nhá. Này. X ở đây thì là sinh viên này. Y là năm thứ này, Z là ngành này. Đó, nhìn thấy chưa? Vâng. Thế bây giờ bắt đầu mới phải như thế, không được trùng nhật, không thể là X vừa là sinh viên mà vừa là năm thứ được. Thế như vậy là ngành là gì nhỉ? Tôi chết rồi, vừa viết xong giờ lại quên nó. Z. Z à? À, Y là năm thứ đúng không? Vâng. Còn Z là cái quái gì? Là ngành đúng không? Ngành. Rồi, thế bây giờ mới áp dụng vào đây. Trời ơi, có một ngành, tức là gì ạ? Tồn tại. Z. Sao cho mỗi khóa học? Mỗi khóa khóa. Mỗi khóa là... Y đúng không? Khóa khóa mỗi chính khóa là 5 đấy. Khóa chính là 5 đấy. Thì... khóa chính là 5 đấy. Với mọi y. Mọi y đúng rồi. Có một. Mỗi khóa là với mọi nhá. Có một là gì? Có một là tồn tại x. Tồn tại x đúng rồi. Ô tôi chết, hình như viết cái này chưa chuẩn. Trong lớp để học ngành nó. Trong lớp đều học ngành đó, học ngành đó. Học ngành đó. Học phải là quy mà. Vâng. Quy gì? Ủa mình bảo là ngành đó mà quy có động. Cái gì đấy? XZ à? Ủa thế Y là thừa. Cái Y ở đây không dùng à? Còn thầy thiếu mỗi khóa học được có sinh viên thì như là cái sinh viên này phải học ở khóa đấy nữa, sinh viên phải học ở khóa đấy nữa, x y nữa. Ô, sinh viên phải học ở khóa đấy chứ đúng không? Nó đang bảo mỗi khóa học phải có một cái sinh viên ở trong lớp này mà học ngành đó thì cái sinh viên ấy phải học ở cái khóa đấy chứ. Chứ có cái sinh viên nhưng cái sinh viên này học ở khóa khác hay là sao? Đúng không? Đúng chưa? Bắt đầu thấy trừu tượng. Ô, mã sinh viên của em là bao nhiêu nhỉ? 32089 ạ. Rồi, cảm ơn. Như vậy là câu E đã xong. Câu E kiểm tra lại đáp án xem có đúng không? Chắc là đúng. Như mình không giải câu E. Đấy. À, nó phải, bạn đấy phải học ở cái khóa đấy. Và bạn đấy phải học cái ngành đó. Cái câu này nó là sai. Chỉ ra đúng sai phải giải thích kỹ hơn. Câu cuối cùng. Có một khóa học mà mọi ngành học đều có sinh viên theo học diễn đạt là như trên bảng.
có một khóa học là tồn tại y này, mà với mọi ngành, tức là mọi Z này, đều có sinh viên này theo học, tức là sinh viên này phải học ở khóa đấy và phải học ngành đấy. Hai cái này cái nào viết trước được, bởi vì chúng ta đã học ở trong là P hội quy thì tương đương với quy hội P luật giao hoán, đúng chưa? Hai câu cuối nó hơi khó, chữ khó đọc, và chúng ta phải giải thích tại sao nó đúng, viết ra mệt phết. Tương tự như vậy thì nhiệm vụ của các bạn là làm bài 62. Nhiệm vụ là làm bài 62. Làm là về nhà làm ấy, xong nộp cho thầy, thầy tính điểm. Đánh dấu vào nhá, bài 62. 62 thì nó có mấy cái ý cơ. A B C D A B C D E này, F này, G này, H này. Đó là nhiệm vụ của mình ấy, là cái bài này nó là tương tự như bài 61. Nhưng bài 61 đặt một phát dùng từ đầu đến cuối. Thấy không? Còn bài thứ 2, 62 ấy, thì mỗi một câu đặt một kiểu, chả liên quan đến thằng nào cả. Câu thứ nhất thì có một người trong lớp cao hơn nam. Câu thứ hai thì lại là mọi người nước trên thế giới đều đối mạng internet, vân vân. Căng nhỏ. Đấy, nhiệm vụ chúng ta là bài 62 nhé. Bài tập 62, giáo ghi điều.